Bismina, Mizoman, Mizohim. Vợ ơi. Dạ. Vợ đi ngủ đi. Không biết ngủ mà. Đi ngủ đi con. Bác sĩ nói vợ có nhiều phi. Bác sĩ nói vợ có nhiều phi xem phim. Này, ngày mai nhá, chồng có bảo kê con nghe remix con. Tại sao nhỉ? Chồng không bắn gậy. Cái gì? Chồng nhá, bắn gậy nhà không biết. Có bung. Để vợ không ngủ. Nó sợ ăn ai bắt chúng ta đi làm mít kè. Xem hôm nay nha, đi bác sĩ đúng không? Con không đi ngủ con này. Đúng không? Đúng cái gì? Cái surupan này. Ở trong đi làm đi. Vợ có chơi game một chút. Lại chơi game. Vợ có tim 10 năm. Tim 10 năm. Tim 10 năm là FC Pantol. Vợ có mạng AT đi... đúng không? Hả? Có mạng AT. Ở trong hồi biết không, mạng AT đã dài rồi thì chơi game là good. Cháu ơi, họ biết không, nè mà AT nhà một mình là win nhiều nè cháu. Vợ nhiều chết nhá. Vợ nhiều chết nhá. Mà AT này không chết. Nhưng mà có một người nhỉ. Một người nói chuyện nhiều. Ai? Manise. Bà không nói nhá. Ví dụ nha. Không, ví dụ nha. Có mọi người đâm nha. Mọi người đâm nha. Ui trời ơi, cái gì đây? Ui trời ơi, giật ca mình. À, Mila. Ơ, thì Mina sợ ma rồi. Mina sợ ma rồi. Mila. Vì ơi, tại sao Mila mất mình? Vì ơi, Vì chết đi. Nè. Biết không chồng, gọi chơi nha, Mila, vợ nha, Vì ơi, yên lên đi, Vì chết nha, Mila đi về nhà. Này, lần sau nha, nói Mina đi, cho Mina đi trước, nhớ chưa? Nè, Norinda nè, Norinda gip cái gì nhỉ? Gip máu. Máu, đúng rồi. Norinda, wing gì nhỉ? Chồng ơi, gọi chơi game nha, có vui nha. Vợ nha, nói mọi người chơi Indonesia nha. Bảo kê, đã già rồi đi tập mất. Xem trong tournament. Từ vợ ơi. Vợ đi học dạ. Bây giờ mà lâu cao kìa. Chị US cái tăng anh này nè. Mà chả bắt răng là rupa ấy. Jadi kalau di sini tuh kemarin itu kan di rongsen apa bayinya itu loh guys, pas bagian itu loh woro guys, pas di net tuh kan gini, soalnya tuh rongsennya dua tel, jari-jarinya, kakinya, pusernya, otaknya, tulang belakangnya. Oh ya USG, yuk. Semua di USG, darahnya diambil 4 botol. Iya, darahnya diambil 4 botol, terus di rongsen semuanya. Di USG semuanya. Iya, terus aku ngomong,
semangat ya kita bekerjanya. Aku gak ngomong semangat ya suamiku bekerjanya, enggak. Karena aku tuh bilang ke suami, semangat ya suami kita bekerjanya, karena ini anak kita berdua. Meskipun kamu memiliki tanggungan untuk bekerja, aku tipikal manusia yang tidak bisa merelakan, maksudnya tidak bergantung pada suami, tapi kita harus menghargai suami. Aku juga akan membantu suami untuk semuanya. Tapi selama di sini itu yang nanggung itu suami, makan dan lain-lain, itu suami. Kalau di Indonesia itu aku. Ya, kalau di Indonesia itu aku. Kan kalau di Indonesia paling yo makan dan lain-lain itu. Iya. Jadi kita itu saling melengkapi, guys. Ya, kita saling melengkapi. Yang kewajiban suami istri itu, iya.